Tết năm nay, cô chú anh chị và các em có sắm áo dài, áo bà ba để đi du xuân không? Thảo có được mấy cái nè. Ở miền Bắc California giờ cũng có nhiều nơi á để mình đi du xuân. Thảo chia sẻ với cả nhà mình nha. Ở Mỹ á thì những nơi mà có đông người Việt sinh sống á thường có một cái Lido Sài Gòn. Tại vì cái đó giống như là một hình ảnh thành phố Sài Gòn thu nhỏ của người Việt ở hải ngoại. Thảo đang ở Lido Sài Gòn ở San Jose nè. Năm nay người ta chuộng cây này mà trồng cây này nhiều. Cây này rất là thơm. Thảo có hỏi thăm á thì mọi người nói đây là một giống cây của người Nhật, giống giống hoa mai vậy đó, rất là thơm và đẹp. Đó, giá 75 đô. À, có người kiếm chị Thảo kìa. Ok, đẹp rồi. Thảo mua cái áo dài này á 25 đô la, cái quần á thì 10 đô. Có mấy cái tiệm của người Việt ở đây bán áo dài nhiều lắm, còn bà con cô bác ở mấy tiểu bang khác á không có bán áo dài nhiều á thì mình mua online nha. Để Thảo để cái đường link mà cái nhóm Thảo hay mua á cho bà con cô bác vô đó mình order ha. Em cái này là một trang Facebook của một em ở miền Nam California bán áo dài. Nhỏ bạn hay rủ Thảo vô đây chốt đơn nè. Rồi mua được áo bà ba luôn ở trên đó đó. Em bán giá được lắm. À, gửi tận nơi cho mình luôn. Cuối tuần á, Thảo ra khu Lido Sài Gòn nè. Ở đây là Grand Century Mall. Kế bên thì có Vietnam Town. Tết là ở đây rất là đông vui. Năm nay không biết có đốt pháo không? Bây giờ chỉ có mấy pháo tiểu, pháo đập nhỏ nhỏ cho mấy em chơi thôi, còn chưa thấy người ta đốt mấy phong pháo bự. Thảo đi ra đây cái gặp một em nè, coi video của Thảo từ lúc Việt Nam mà bây giờ qua đến Mỹ luôn rồi, lấy chồng Mỹ thì qua đây luôn. Có nhiều khán giả hỏi sao đi Mỹ được, thì có cái đường hôn nhân á, kết hôn thì mình đi Mỹ nhanh lắm. Bảo lãnh anh chị em giờ mười mấy năm á, đi lâu. Ở đây thì mình thấy có rất nhiều nụ tầm xuân nè. Rồi mình vô trong một cái nhà hàng để ăn trưa ha. Trong nhà hàng này thì có bông hoa cây cảnh đẹp dễ sợ luôn á. Cảnh đẹp á. Được ha. Để hai vợ chồng này quay phim chụp hình xong rồi mình vô. Đâu đâu đưa lên coi được nha nè. Trời ơi ơi, hai đứa sướng quá. Thấy mấy em nhỏ được lì xì mình cũng vui ha. Nhớ lại hồi xưa của mình á, cũng mong được lì xì nhiều nhiều. Ở đây là cái khu ẩm thực. Rồi đi vòng vòng đây có mấy cái tiệm bán các loại bánh trái mùa Tết đó. Bánh chưng, bánh tét năm nay lên giá. Tiền giống như là mất giá, với lại mấy cái nít đồ nhập khẩu vô á lên giá. Tiền vận chuyển mắc, xăng cộ lên giá nữa. Rồi cái gì mà nhập khẩu cũng mắc hết trơn luôn á. Lên vùng phục. Cái bánh tét á bây giờ là 20 đô. Cái bánh chưng khoảng 25 đô. Mình đặt cho ngon á khoảng 30 đô một cái mới ngon.
bánh chưng á. Bà con cô bác mua nước mía sắp hàng. Để ông xã của Nicky mua nước mía. Đợi. Chưa tới Tết mà người Việt mình á tập trung đến Lido Sài Gòn đông á, nên nước mía sắp hạn chút rồi mới mua được. Mua xong rồi nói nửa tiếng nữa mới lại lấy nước mía, nên giờ ngồi ở vòng vòng trong Century Mall nè để đợi. Trong đây á có nhiều tiệm bán nữ trang á. Hồi trước á mấy cái tiệm này á có tạo cảnh đẹp để lại chụp hình. Năm nay thì có dán cái bức hình thôi với mấy cái chậu bông. Không có thấy tạo cảnh cho mình chụp hình nữa. Tại mùa dịch nè, người ta cũng hạn chế tập trung lại ha. Hai chị em tặng quà gì cho mình vậy? Nhiều quá nha. Trời đất ơi. Cái bình thủy uống nước để trong phòng uống nước nè chị. Mua bình thủy chi bà? Trời đất ơi, bà làm như Giáng sinh vậy, bà tặng quà quá trời chị. Thôi không có ôm hôn cảm ơn hai chị em đâu, đứng xa. Nói giỡn thôi, mấy chị em có kiểm tra rồi, cô chú anh chị và các em có thử một gạch rồi mới đi chơi. Cảm ơn chị Linh nha, thích nhất là cái chậu bông đó với hai trái bưởi. Mới được tặng cái áo bà ba, Thảo mặc thử đi chụp hình luôn. Cái cây thấp lắm mà trái nhiều lắm, sẽ không đẹp không? Bán cầu do thắng ngon lắm, một ký vậy đó là khoảng 30-40 đô la. Rất là ngon luôn ha. Một phao thôi là 10 mấy đô la, mà Tết này thì nó mắc hơn nữa đó. Một phao gần nửa ký. Bữa nay cảm ơn Đức Chi đã mua tặng cho cái áo nha. Cái áo chưa cắt chỉ luôn mà rất là đẹp, rất là hợp với mấy cái cây nè. Bữa nay có bận áo bà ba cái thấy cây mãng cầu. Mãng cầu do Thái á, trái nhiều lắm luôn. Nè trái bự nữa. Cây mãng cầu này trồng trong chậu á có khoảng 7 đến 10 trái. Ở trong đây có hai trái nè. Chân Tết đẹp ha. Mãng cầu. Cái giống này á ăn ngon lắm. Còn ở trên đây có 4 trái luôn. Thấy ham á. 4 trái mãng cầu. Ở trong kia 1 trái nha. Trong đó. Núp trong đó. Mãng cầu do Thái đỏ. Ở đây hôm nay nhiều hoa quá mà chưa có nổi nha. Tết này có mãng cầu ở miền Bắc California nhiều. Mấy cây này trồng ở miền Nam á, nắng ấm. Còn ở trên đây thì hơi khó trồng chút, mà trồng trong chậu trái rất là nhiều. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, mua đi em. Ở đây có mấy chậu kiển đẹp. Cây bưởi nè. Cái này sao nhỏ xíu mà có trái thấy lạ lắm. Cam á chứ không phải bưởi đâu. Cam. Cam gì vậy? Cam gì trái cũng to. Ở chỗ này là mấy cái sen đá, nhưng mà chỉ quay cái mấy cây tắc nè. Tắc trái nhiều lắm. Ở dưới đây cũng có một cây cam nữa, mà loại này khác cây bên kia, là trái nhỏ. Màu vàng vàng, còn bên kia là vàng đậm, bên đây vàng lợt chút. Cái bông này thơm, hoa nhỏ nhỏ,
Năm nay á, thấy ở đâu cũng bán cây này nhiều hết trơn á. Đẹp mà thơm lắm. Ừ, giờ ở đây mở ra đẹp quá nè. Cây này lớn á, bự á, chắc khoảng 500 đô trở lên á. Đúng rồi. Ở đây là cảnh trong chùa Di Lạc, cũng kế bên cái khu Việt Nam Thao á, sau cái chợ Walmart. Chắc khoảng 2 tuần sau là nó nở. Có cây nhỏ rồi, bự hơn chút nữa, nụ tầm xuân á. Cái này là người ta nhuộm màu. Màu cái này bự hơn á, thì khoảng 10 cây là 20 đến 25 đô la, còn nhỏ hơn thì mười mấy đô la một bó. Mua về chân Tết. Cái cây này thì bây giờ là trang trí treo mấy cái liễn Tết á. Ở đây á, mấy cái cây trồng trong chậu mà có trái nhiều lắm. Mấy loại bưởi nhỏ giống như cam vậy á. Làm sao mà mình trồng được cái cây có trái như vậy ha? Thảo trồng 7-8 năm rồi, cao 4-5 mét luôn chưa có trái. Cái mình lại đây thấy trong chậu nhỏ nhỏ thôi mà có trái, thấy ham quá. Này giống như cây kiển, cam bưởi kiển. Ở đây có cây đào kiển á, giống như là già lắm rồi nha, mà có bông đẹp, thiệt là đẹp luôn. Làm ra được cây đào này á hay ha, phải có công thức á mới làm được. Thấy thích quá ha. Cây này là hoa nhài mùa đông mà Thảo hay quen gọi là mai dây á, tại vì đặc tính giống hoa mai vậy đó. Ở trong đây có nhiều lắm. Bên đây có một cây nữa nè. Tất cả là 3 cây. Ở trong đây á, nhiều cây kiển, rồi có mấy cái cây trang trí như sen đá. Cái loại đế dương này có viền màu đỏ đậm nữa. Năm nào cũng vậy, vô đây thấy trồng mấy cái bông dài dài ở dưới đây nè, tạo thành một cái vườn nhỏ. Cái này nhưng mà cái áo lại hợp trùng với cái bông rồi. Không sao, vẫn nổi chị, vẫn nổi. Nổi hơn bông luôn. Cái lại đi, bông thảo đẹp hơn. Bông cỏ. Cái cây này á, thì cái gốc á, giống cây thiên tế á, mà cái lá thì khác. Lạ lắm. Cái gốc thì giống y luôn. Bye bye chị. Hẹn gặp lại năm mới. Đón Tết vui vẻ. Không có gì. Bye bye, bye bye chị đẹp. Bữa nay á, thấy có trang trí đẹp nữa, khác với lần trước Thảo đến đây để quay phim. Chỗ này là cảnh ở chùa Đức Duyên, cũng cách Century Mall chừng 5 phút lái xe à. Có nhiều chị bận áo dài đẹp lắm. Chỗ này đắt lắm, có người ra là có người vô chụp hình. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp ha. Cái chỗ này mới làm mới nữa. Rồi bên kia có mới nữa. Nhiều chỗ để chụp hình quay phim lắm. Mấy chú còn đi lau dọn nè. Giờ tới Tết còn tạo cảnh nhiều lắm.
bông hoa còn để ở đây nè, chưa có tạo cảnh hết. Cầm lên đàng hoàng nha. Ngó này, ngó này. Mấy em nhỏ tàu mẫu khí thế. Nhiều nhiều chỗ tàu mẫu lắm. Cái áo bà ba như vậy á khoảng 20 đô, có khi cái giải khác, rồi giá cũng trên lệch vài đô hà. Năm nay á Thảo thấy bận áo bà ba mình thoải mái hơn, mình có thể bận cái áo phía trong á cho ấm nữa, còn bận áo dài thì nhiều khi nó hơi lạnh, phải bận áo khoác. Chỗ này á có mấy cái đòn bánh tét bánh chưng, chụp hình lên thấy đẹp ha. Trời chưa tối nhưng mà ở trong đây lên đèn rồi, để cho bà con cô bác đến đây chụp hình thấy đẹp á. Ở đây á có rất là nhiều chợ của người Việt, cũng có rất nhiều tiệm bán đồ chay. Tết đó mình cũng có thể mua những cái đồ này nè để cúng. Nhiều khi mình không có thời gian để nấu đồ ăn á. Cái gì cái nào cái này. Buổi sáng đồng. Này. Mấy cái tiệm bán đồ chay vậy chứ Tết cũng đắt. Đó nhiêu tiền đi làm một hộp đồ ăn 3 món. Cơm phần 10 đô. À nay lên 11 đô rồi. Mình cứ lấy 3 món. Có nhiều học chưa nấu nè. Thì sáng mới đưa Vincent đi học xong cái Thảo chạy lên đây mua liền. Lấy đồ chay. Ăn đầy đủ cũng không có. Rồi cảm ơn chị nha chị. Dạ không có gì. Dạ đi làm đi chị. Dạ, đấy cả căn khổ quà. Dạ. Ra không anh? Ừ. Đang gói nè. Đang gói hả? Ừ, mấy cái món đó chắc gói dễ hơn. Dạ. Đồng quá sắp hàng. Nè có mấy món nước à? 12 đô, 13 đô. Mà ở đây Thảo ăn bún quế là trường kỳ với hủ tiếu. Cái này kho ha. Cái cá, cái này cái kia được không? Hộp nó mấy miếng? Ba cái. Dạ, với lại em lấy ngoài đó có cái gì đó cô lấy. Dĩ cuốn mới cuốn luôn. 4 đồng rưỡi. Ba cái này 3 đồng rưỡi cái là 1. Cơ bánh ít bánh tét. 5 đồng cái cao 30 đồng là 20. Cái này 4 đồng rưỡi là 24 đồng rưỡi. 32 cái này 6 nữa là 38. Dạ. Yeah. 38 với 13 nữa 51 cô con. 51. Bánh tét nhiêu đòn chú? Bánh tét là 20 đòn con, 20 đồng con. Bánh chưng. Bánh chưng cũng 20 mà nhỏ thì 17. Nhỏ 17, lớn 20. 20 mà chuối với đậu thì cũng 20 hết. Giống nhau. Giống nhau rồi. Ba chú. Dạ. Bữa nay chỗ này người ta sửa cái dán cái cửa tiệm lại rồi. Người ta sơn sửa Nguyễn Khu này nè. Đông Phương Tô Phu. Bông cúc quá chừng luôn. Costco ở đường Center. Bà con cô bác mua quá chừng. Thảo mua ở trên khu ở miền Bắc California. À, phía miền Bắc San Jose. Giờ xuống đây quá chừng bà con mua đã luôn. Lựa thoải mái. Chị đó nói lâu tạm. Ba kệ luôn nha. Hai khung, bên đó ăn khung. Bên đây ăn khung. Nhiều lắm. Có xoài luôn. Cái loại này là organic. Thì 7 đô. Trái khóm thì gần 3 đô rưỡi. Thảo mua thêm chuối đó, có gì về gói bánh tét nè.
trong Costco á có nhiều thanh long lắm, thanh long vàng $7.99 một phao. Mấy bữa bận rộn mình mua hộp mà bánh nè, rốt xăng. Sáng thở với Vincent dán mấy cái trái cây với lại giường nhà. Kêu thằng nhỏ lấy cái hồ á dán nhỉ. Nói thôi, dán cái băng keo đi mẹ. Thảo nói ok. Miễn sao thằng nhỏ nó thích thôi à. Để cho Vincent biết á là người Việt mình có cái Tết. Rồi chuẩn bị Tết đồn sao. Để cho nó đừng mất gốc á. Biết người Việt mình có một cái Tết đoàn viên. Nhỏ dáng nè. Chị khán giả nè, cho Thảo bánh này là bánh tổ mà chị làm á ngon, không có ngọt nhiều. Mới đem lại cho Thảo nè. Cảm ơn chị rất là nhiều. Năm nay chưa mua một chậu bông dạng thọ. Để tới cuối tuần thứ năm đi ra chợ trời coi có bông dạng thọ mua một chậu. Bữa nay đưa ông táo. Năm nào đưa ông táo Thảo cũng quậy một mâm cơm chay. Năm nay có thêm món bún quế, rau xào, mình ăn chay á mà đầy đủ rau cải á thì rất là tốt cho sức khỏe luôn. Rau á nó giống như là thuốc vậy đó. Chúc bà con cô bác đón năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha.